Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay là ngày 30 Tết. Chúng tôi đang ở chùa Hải Đức ở Jacksonville, ở tiểu bang Florida. Ở nơi đây bây giờ là mùa đông, tuy nhiên không khí ở đây tương đối là ấm. Thưa quý vị, ở nước Mỹ này thì ngày mai mới là Tết, nhưng mà ở Việt Nam, ở Úc thì bây giờ đã là mùng 1 Tết rồi. Xuân Canh Tý, tức là năm con chuột 2020. Thưa quý vị, ở trong Kinh Phật thì Đức Thế Tôn cũng nói bốn cái hình ảnh của con chuột để ẩn dụ cho cái cách tu tập của một con người chúng ta. Bốn hình ảnh của con chuột đó là như thế này. Đó chính là có con, nó biết đào hang nhưng mà nó không ở trong hang. Điều này được ám chỉ cho những người họ thuộc lòng kinh điển nhưng mà họ không biết ứng dụng cái kinh điển đó vào trong đời sống của mình, cho nên khi người ta gặp khổ đau thì họ không biết cách để trú ngụ ở chỗ nào hết. Hình ảnh thứ hai của con chuột đó là không đào hang và không ở trong hang. Đây là thí dụ để chỉ cho những người không biết tìm hiểu và học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn, để rồi khi gặp những chuyện khổ đau thì người ta cũng vẫn mang lấy những sự khổ đau đó mà không biết cách để ứng xử, để vượt ra khỏi những sự khổ đau kia. Hình ảnh thứ ba của con chuột đó là không đào hang nhưng mà sống ở trong hang. Điều này để chỉ cho những người họ không có học thuộc kinh điển, họ không có bao giờ mà nói về kinh điển cả, nhưng đời sống của họ thì rất khế hợp với kinh điển, cho nên những người này khi gặp khổ đau, người ta biết cách để chuyển hóa khổ đau đó trong đời sống của họ. Và hình ảnh cuối cùng của một con chuột đó là có đào hang và có sống ở trong hang. Đây là hình ảnh rất tuyệt vời, chỉ cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử và kể cả chư tôn đức tăng ni, những người có học thuộc kinh điển, có nhớ kinh điển và ứng dụng kinh điển đó trong đời sống tu hành của mình. Cho nên dẫu cho có gặp khổ đau bao nhiêu đi nữa thì người ta vẫn có cách để hóa giải khổ đau đó dựa trên những kinh điển mà người ta đã nằm lòng. Thưa quý vị, hình ảnh của bốn con chuột ở trong kinh cũng là hình ảnh của bốn loại người ở trong cuộc đời này. Khi mà chúng ta tương tác với cuộc sống, hẳn nhiên là trái ý nghịch lòng nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà có những người họ biết ứng dụng kinh điển, họ biết ứng dụng lời Phật dạy để chuyển hóa tất cả những khổ đau của họ, và từ đó họ có được giá trị an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà rồi có những người họ tương tác với cuộc đời này, họ không biết cách chuyển hóa những trái ý nghịch lòng, họ ôm cái phiền, cái giận đó mà đi theo họ trong suốt cái quãng đường còn lại. Và như thế thì thật là tội nghiệp cho họ, vì họ phải cưu mang những cái khổ đau đó mà mang đi trong cái cuộc đời của mình. Vì thế mà qua bốn cái thí dụ hình ảnh của con chuột ứng với bốn cái hình ảnh của một con người khi tương tác trong cuộc đời, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một năm mới luôn luôn là an lạc và thảnh thơi trong tất cả những sự tiếp xúc của mình. Quý vị biết là trong cuộc sống này chúng ta phải sống và chúng ta phải tương tác với tất cả mọi người xung quanh ta. Và rồi khi chúng ta tương tác như vậy thì chắc chắn rằng những trái ý nghịch lòng nó sẽ đến với ta. Tuy nhiên cách hóa giải thì mỗi người mỗi khác. Hy vọng rằng khi tương tác như thế, quý vị sẽ lựa chọn những cái điều nào mà đẹp nhất, tốt nhất để chúng ta không gặt hái những khổ đau cho đời sống của chính tự thân mình. Cầu chúc cho tất cả quý vị một năm mới được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.